Xin chào bạn, nay mình sẽ giới thiệu bạn về cái sim Tây Nguyên Xanh của Mobifone. Thì khi bạn sử dụng cái sim này, bạn được lợi rất là nhiều. Giá của cái sim này thì chỉ có 60.000. Các bạn mua 60.000 là bạn nạp tiền vô. Nó có các gói khuyến mãi của cái sim này. Mỗi cái gói này chỉ cần 50.000 một tháng. Gói Max TN nó sẽ có là 100 GB 3G tốc độ cao mà chỉ có mất 50.000 một tháng. Gói TN50 các bạn có 50 phút gọi ngoại mạng 2 GB tốc độ cao và miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, cũng chỉ 50.000 một tháng. Và đặc biệt là cái sim này khuyến mãi này chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng trong vùng Tây Nguyên, gọi là phim Tây Nguyên Xanh đó. Thời gian kích hoạt của sim này là trước 24 giờ ngày 31 tháng 12 ngày 2017. Thì cái sim này mình cũng chỉ mới biết gần đây qua mọi người giới thiệu. Dành cho các bạn mà lên mạng thường xuyên, các bạn sử dụng sim này rất là tiện lợi. Nó có 100 GB tốc độ cao. Chu kỳ là 30 ngày. Chỉ mất 50.000 các bạn đăng ký. Mình sử dụng cái này thì thấy sóng 3G rất ổn định, tiện lợi. Ở đây các bạn dùng gọi cũng rất là tiết kiệm chi phí. Đặc biệt nó chỉ áp dụng cho vùng Tây Nguyên. Nếu bạn nào mà muốn sở hữu cái sim này, các bạn nên mua sớm trước ngày 31 tháng 12. Còn không nó sẽ hết hàng, nó không có dùng được. Sim này các bạn mua là các bạn phải đăng ký thông tin chứng minh thì mới sử dụng được, chứ nó không phải là kim sim kích hoạt sẵn.